Em nói ăn xong cái nách mà nó giật giật, giống như là đại bàng tung cánh vậy nha. Mười đêm quá ngon cả nhà. Thật sự mọi người ơi, hôm nay Quân vào bếp món gà kho xả ớt cực kỳ bắt cơm nha. Nghĩ đến thôi đã thấy mùi thơm lừng, mùi xả, cái cay của ớt, mềm ngọt của thịt gà. Món này ai mà lỡ ăn một lần nhớ hoài luôn, nhất là những bữa cơm gia đình ấm cúng bên nồi gà kho đậm đà. Quân sẽ chỉ cách làm đơn giản, nhanh gọn mà giữ trọn vị miền Tây thân quen. Cả nhà nào thèm thịt gà kho xả ớt thơm ngon, chuẩn bị theo dõi liền nhé, không làm cả nhà thất vọng đâu. Đây chính xác là cách nhanh nhất khiến món gà kho xả ớt trở nên ngon hơn gấp 10 lần cái vị ngọt mềm của gà và vị đậm đà của nước sốt hòa quyện với mùi thơm nồng nàn của xả. Thì ta nói vét sạch nồi cơm có thiệt đó cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng vào bếp với em Quân nha. Đầu tiên là mình sẽ phi xả và tỏi cho nó thơm. Mình sẽ có một giá tỏi băm, hai giá xả băm. Đối với món gà này á thì càng nhiều xả càng thơm càng ngon. Hết kim muỗng đó cả nhà ơi, thế nên cái mùi thơm của xả và tỏi nha, vừa thơm tới nó vừa vàng ngươm. Mình sẽ cho thịt gà vào. Mọi người nha, nếu mà không biết sóc chảo như em Quân, thì em Quân có nghề là nghề bếp nha, thì cả nhà đảo như vậy cho nó thấm đều. Còn em Quân sóc chảo được thì nó sẽ thấm đều hơn. Rồi cả nhà ơi, nó thơm. Nhưng mà để cái món này ngon nha thì phải nêm nếm đúng gia vị nha. Gà, kho xả ớt thì không thể thiếu. Đầu tiên là muỗng ớt nha. Nếu cả nhà nếu mà ăn cay không được thì mình có thể bỏ ớt đó, hoặc là gia giảm theo công thức của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ có một muỗng nước màu. Tiếp theo là mình sẽ có nửa muỗng bột ngọt. Tiếp theo là mình sẽ có 3 muỗng đường. 3 muỗng đường. Tiếp theo là mình sẽ có 2 muỗng nước mắm. Và mình sẽ cho thêm vào một chén nước để cho đậm vị, một chén nước cho đậm vị. Bây giờ mình sẽ kho nha, kho sao cho nước gà nó sắc lại, nó sệt lại, càng sệt càng ngon. Cả nhà ơi, kho tới đây nha, trời ơi. Cả nhà nhìn sao mà cái nước nè, đó, đây cái nước vàng nè, là cái mỡ gà ra, da gà ra, trời ơi, nó nổi lên nè. Hai màu nước nha, ở trên là cái mỡ, ở dưới là xả và tỏi và thịt gà. Thì lúc này em nói cả nhà là quá ngon rồi, mà nó sệt như vậy là ok nha. Nhưng mà để ngon, đã ngon rồi, đã làm rồi, mình phải làm cho nó ngon hơn. Mình kho cho nó sệt lại chút xíu nữa nha, càng sệt càng ngon. Kho thêm tầm khoảng 5-10 phút nữa, càng sệt lại càng ngon nha. Em nói ăn xong cái nách mà nó giật giật, giật giật hai cặp nách nha, ngon quá ngon luôn. Giống như là đại bàng tung cánh vậy nha. Trời ơi, cặp nách nó giật. Chịu hết nổi nha, khúc này chảy nước miếng rồi. Quá trời chịu hết nổi rồi. Mấy bạn mà ekip của em nha, khúc này là chảy nước miếng rồi mà ngồi cái mùi thơm chịu không nổi rồi. Thôi, em mời cả nhà thưởng thức cùng với em Quân nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức với em Quân nha. Chịu hết nổi cả nhà ơi, quá trời thơm. Nãy giờ mà đói quá trời đói rồi. Cái mùi quá trời chịu hết nổi rồi. Ngon. Chan một miếng nước, nước kho gà. Mười đêm quá ngon cả nhà, thật sự. Trời ơi, nó ngon, nó thơm. Ăn vô nha, thịt gà nha. Tuy là thịt gà công nghiệp nhưng bị nó thơm cuốn công của mùi tanh. Và khi kho xả như vậy nè, cái vị thơm của xả kèm đậu ngọt của gà và chút xíu tỏi, trời ơi nó thơm. Và một miếng ớt nha cả nhà ơi. Nếu cả nhà không ăn ớt được thì mình sẽ cho là ít ớt lại, hoặc là mình sẽ cho tiêu. Nhưng mà có ớt lên tạo mùi thơm, thơm ngon, rất ngon, chịu không nổi. Và cái món này em nói cả nhà nè, thật sự là cái món này kêu là cái món là chứ danh, một món huyền thoại của những bạn sinh viên, những người dân làm văn phòng đó. Trời ơi, nó thích ăn cái món này vậy lắm.
nó ngon, mà nó ăn được rất là lâu nha. Mình nếu mà mình kho như vậy nè, mình có thể bỏ là tủ mát nè, mình để ăn chừng nào mình ăn mình đem đi hâm lại là ok. Em Quân chúc cả nhà thành công với món gà kho sả ớt. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.